春花秋月何时了，往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。 Xuân qua thu nguyệt bao giờ hết, diễn giảng bao nhiêu việc. Đêm qua gác nhỏ lại đông phong, nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong. Xuân qua thu nguyệt bao giờ hết, dĩ dãn bao nhiêu việc. Đêm qua gác nhỏ lại đông phong, nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong. Thiên son đệ ngọc Trừng Nguyên Tại, thành tuế luật tử diệu dương. Chỉ có sách là đổi, hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu. Đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Thiên son bệ ngọc Trừng Nguyên Tại, chỉ có sách là đổi, hỏi ai hay đặng. Nhà muội ở đằng kia, muội về nha, tạm biệt. Để chúng ta đưa muội về, muội tự về được, tạm biệt. Đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Sau này Quỳnh có là một hoàng thượng tốt không? Ta làm được. Ít Nhi, Ít Nhi. Hoàng thượng, người bị làm sao vậy? Khoan đã. Không khổ là chiêu bài của gánh hát. Giọng hát tựa như thiên nhiên, hát như khóc như kể, khiến người ta bất giác phải rơi lệ. Hoàng thượng, người có biết cô ta hát từ khúc gì không? Ngu mỹ nhân. Lời là do ai viết? Lời là do hoàng đế Nam Đường Trong Quốc viết. Hôm nay qua đẹp trăng tròn, mọi người chúng ta hiếm khi xuất cung, đang lúc cao hứng. Tại sao ngươi lại hát ca khúc ai oán bi phận của hoàng đế Trong Quốc, khiến cho mọi người mất hứng? Dân nữ là một ca nữ, chỉ muốn dùng bài hát sở trường nhất dân tặng góp vui cho Thái Hậu và Hoàng thượng. Dân nữ không dám mạo phạm Hoàng thượng. To gan, người dám diễn sướng từ khúc của quân vương Dòng Quốc, khiến cho Thái Hậu và Hoàng thượng mất nhã hứng, lội xuống dưới, đánh cho tới chết. Dạ, dạ. Khoan đã. Mẫu hậu, nàng ấy tên Châu Nhi, là bạn của Hải Nhi lúc còn dưới quê. Chữ đầu tiên Hải Nhi biết là nàng ấy dạy. Nàng ấy và Gia Gia có ơn với con. Hải Nhi muốn cầu xin giúp nàng ấy, xin mẫu hậu tha cho nàng ấy. Quách què, có nô tài. Kêu bọn họ lui xuống hết đi. Dạ. Các người lui xuống đi. Dạ. Hoàng thượng, có con quỷ ở đó làm gì? Đi, mau đứng dậy đi. Mẫu hậu, Hài Nhi muốn đưa Châu Nhi vào cung để kể nhau nghe những chuyện lúc nhỏ. Hy vọng mẫu hậu đồng ý với Hài Nhi. Châu Nhi, thật không dám tin đây chính là muội. Ta cũng không dám tin. Hoàng thượng, Thanh Nữ tỷ tỷ, muội nhận ra hai người từ cái nhìn đầu tiên. Đừng có gọi ta là hoàng thượng giống như hồi nhỏ đi, gọi ta là Ít Nhi. Khác nhau mà, bây giờ huynh là hoàng thượng. Châu Nhi, ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ giống như hồi nhỏ, gọi là Ít Nhi đi. Hắn tên Dinh Nhi, là người của mình. Châu Nhi, sao muội lại ở kinh thành? Sao lại ở trong gánh hát? Gia Gia của muội đâu? Mấy năm trước Gia Gia bị bệnh qua đời rồi. Sư phụ của gánh hát là bằng hữu của Gia Gia khi còn sống. Ông ấy đã nhận muội, muội đi theo gánh hát đến kinh thành. Mấy năm nay chắc muội đã chịu nhiều cực khổ. Ít Nhi, Thanh Nữ tỷ tỷ, hai người sống có tốt không? Ta luôn mơ thấy muội trong những giấc mơ, rất nhớ cuộc sống khi còn nhỏ. Thật sao? Muội còn tưởng hai người vào cung thì đã quên muội rồi chứ. Muội luôn mơ thấy hai người. Ít Nhi, huynh có còn nhớ huynh đã từng hứa là sẽ cưới muội và Thanh Nữ tỷ tỷ về làm vợ không? Đương nhiên là ta nhớ. Lúc đó không biết thân phận của huynh, chúng ta không hiểu gì hết, cũng không biết xấu hổ, chuyện gì cũng dám nói. Chúng ta cũng không thể quay lại những ngày tháng trước đây nữa. Châu Nhi này không những hát hay mà còn xinh đẹp, đúng chừng đúng mực, chững chạc đứng đắn, không giống nữ nhi nhân gian chút nào. Muội muội thật là có mắt nhìn. Nó không phải là nữ nhi nhà thường dân, mà tổ thượng của nó chính là lão sư của hoàng thượng tiền đường, cũng từng là nhân vật hô mưa gọi gió. Làm sao tỷ tỷ tìm được cô gái này? Là một thái hậu, mò kim đáy bể không phải là chuyện gì khó, huống hồ là tìm một người sống. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, xem ra hoàng thượng vẫn lưu luyến không quên đối với cô nương nhỏ này. Lúc nhỏ vô tư, hồi ức đẹp đẽ nhất trên thế gian, ai mà quên được chứ. Tỷ nói hoàng thượng có chọn cô gái này không? Từ sâu trong đáy lòng, chắc chắn nó thích Châu Nhi. Lần này ai ra cho hai đứa nó gặp nhau chính là muốn biết trong lòng hoàng thượng nghĩ như thế nào. Rốt cuộc là nó muốn Giang Sơn hay là muốn mỹ nhân? Nghe nói dạo này trên triều có người nghị luận kêu tỷ tỷ trả quyền cho hoàng thượng. Dây cánh của hoàng thượng càng ngày càng chắc chắn. Trả quyền là chuyện sớm muộn, nhưng sau khi trả quyền rồi, chúng ta vẫn phải khiến cho hoàng thượng nghe theo chúng ta. Nếu không thì ngày tháng sau này của tỷ muội chúng ta phải sống làm sao? Tỷ nói rất đúng. Nữ nhi của Trương Đức Lâm, cháu gái của Dương Diên Linh, dù là ai vào trong cung sống đều không phải là người ai gia muốn. Bây giờ ngược lại ai gia hy vọng người có tình có thể trở thành phu thê. Trẫm không ngủ được, trẫm không ngờ lại được trùng phùng với Châu Nhi. Trẫm vui quá, đã nhiều năm trẫm không được vui như vậy. Hoàng thượng, Khanh muốn nói gì? Hoàng thượng, lần đầu tiên người xuất cung đã gặp được Châu Nhi cô nương, người không cảm thấy quá trùng hợp sao? Ý Khanh là sao? Thần chỉ cảm thấy là sự trùng phùng của người và Châu Nhi cô nương giống như có người sắp đặt. Ý Khanh là Thái Hậu. Tại sao bà ấy lại làm gì? Hơn nữa sao bà ấy biết ta và Châu Nhi từng quen biết chứ? Thần cũng không thể nói rõ, chỉ là thần cảm thấy trùng hợp đến đáng nghi. với tỷ. Tỷ có buồn ngủ không? Không buồn ngủ. Muội cũng vậy. Muội hưng phấn quá. Muội không ngờ sẽ được ngủ trong hoàng cung, còn được ngủ cùng giường với công chúa nữa. Châu Nhi, ta không phải là công chúa, ta chỉ là một nha hoàn bên cạnh Thái Phi nương nương thôi. Tỷ tỷ đang giỡn có đúng không? Ta không có nói giỡn. Ta và Ít Nhi không phải tỷ đệ ruột. Mẹ ta là díu nuôi, ta và đệ ấy chỉ là cùng bú sữa một mẹ mà thôi. Vậy đương kim Thái Hậu là mẹ ruột của Ít Nhi hả? Không phải. Vậy mẹ ruột của Ít Nhi... Châu Nhi, ở đây là hoàng cung, không thể so với bên ngoài. Ăn nói nhất định phải cẩn thận. Chuyện không nên biết thì đừng hỏi, nếu không sẽ gây đại họa đó. Tỷ tỷ, tỷ và Ít Nhi mấy năm nay ở trong cung có vui không? Muội biết bao nhiêu năm nay tỷ muội ta ở trong cung nhìn thấy điều gì nhiều nhất không? Người chết. Chúng ta nhìn thấy những người bên cạnh từng người chết đi. Muội còn nhớ cái người mà ta đã gọi là cha ở dưới quê không? Ông ấy là thị vệ của Ít Nhi, buổi tối vẫn còn sống khỏe mạnh. Sáng ra thì người đã không còn. Ta và Ít Nhi sống được đến hôm nay đã là rất khó. Nhưng mà Ít Nhi là hoàng thượng mà. Tuy Ít Nhi là hoàng thượng, nhưng chỉ là vật trang trí. Đệ ấy là một hoàng thượng, đến việc của mình cũng không làm chủ được. Tẩu tẩu, phu nhân đó lại đang thắp nhang bái Phật. Khói hương trong phòng làm cho mắt cai không mở ra nổi. Bà ấy coi thượng phòng của chúng ta thành Phật đường rồi. Bà ấy còn nói hôm nay là ngày ăn chay, cả nhà chúng ta đều phải ăn chay theo. Hey, thật là ta thấy cô ta bị bệnh thật rồi. Tẩu tẩu, Đoan Ngọ, sao hai người lại làm việc của kẻ dưới chứ? Nhà chúng tôi không có người trên kẻ dưới, chỉ có người. Ơ nè, hai người làm mấy việc này thành ra thể thống gì? Như vậy không những làm mất mặt triều đình mà còn làm mất mặt bao chững nữa kìa. Nè phu nhân, cô nói như vậy không được. Chúng tôi không trộm, không cướp, không tham lam, không chiếm. Chúng tôi làm việc tự nuôi sống mình. Cô nói đi, chúng tôi phải làm gì đây? Không lẽ mỗi ngày phải ăn chay niệm Phật? Vậy hai người làm mấy việc này bao chững có biết không? Lúc nó rảnh rỗi còn dành làm với chúng tôi nữa. Ở đây hơi dơ, cô nên quay về phòng thì hơn ha. Ta ở trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài đi dạo thì hơn. Ê, nè phu nhân, cô không được ra ngoài. Tam Hắc đã nói rồi, cô không được để người khác biết cô sống ở đây. Ta không sợ, Uyển Đoan không có ai biết ta đâu. Ê, phu nhân, đã nói là cô không được ra ngoài. Tổ tổ, ta ngột ngạt khó chịu lắm mà. Ê, hay là như vậy, cô đi dạo vòng vòng ở đây thôi. Còn không thì cùng chúng tôi làm việc đi. Tổ biết ta là ai không? Tôi không biết, Tam Hắc cũng không nói cho tôi biết. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Cô không được ra ngoài. Phu nhân không được ra ngoài. Bao chững, ngươi về đúng lúc lắm. Bao chững, thật ra ngươi đã nghĩ ra cách chưa? Đến khi nào mới cho mẫu tử ta nhận nhau? Phu nhân, chuyện này không thể vội vàng, phải đợi thời cơ chín mùi. Chừng nào thời cơ mới chín mùi? Bao chững, nếu ta yên tâm được thì sẽ không chạy tới Uyển Đoan tìm ngươi. Bây giờ người có thể chứng minh thân phận của ta chỉ có Trần Lâm công công giúp ta. Nhưng mà ông ta tuổi đã cao, nếu như có mệnh hệ gì như vậy, thân phận của ta lại càng không thể nói rõ. Ta giả khùng giả điên chờ bao nhiêu năm nay, lẽ nào còn bắt ta đợi cả đời sao? Phu nhân, hoàng thượng hiện đã trưởng thành nhưng vẫn không thể làm chủ được. Bây giờ phải làm sao cho Thái Hậu quy chính, để hoàng thượng trở thành hoàng thượng thật sự. Chỉ khi hoàng thượng tự làm chủ được thì mới là lúc để mẫu tử hai người nhận nhau. Chuyện này chắc người cũng hiểu rõ. Phạm Trọng im. Biết tại sao bổn tướng tìm ngươi không? Có phải Dương Đại Nhân đã nghe thấy chuyện gì? Ta nghe thấy gì không quan trọng. Quan trọng là Thái Hậu nghe thấy gì. Muốn Thái Hậu trả quyền thiên tử. Là ngươi ở dưới dẫn đầu nghị luận đúng không? Phải. Tài mắt của Thái Hậu đã truyền vào trong cung rồi. Dương Đại Nhân, học trò chỉ sợ Thái Hậu nghe không hiểu. Thái Hậu tự mình thoái dị, càng có thể diện hơn là bị ép buộc. Ấu trị. Ngươi nghĩ các ngươi tự nói vài câu nghị luận thì Thái Hậu sẽ trả hoàng vị cho Hoàng Thượng thật sao? Chỉ khiến Thái Hậu kết oán với người, thậm chí sẽ bị ám toán. Dương Đại Nhân, mời ngài xem qua. Cái gì đây? Tấu chương ép Thái Hậu dán rèm quy chính. Lúc Tiền Đế bệnh nặng, đương kim Hoàng Thượng còn nhỏ, Tiền Đế để lại di chiếu nhờ Thái Hậu thầy ấu chúa tạm thời chấp chính hoàng quyền. Bây giờ Hoàng Thượng đã lớn rồi, Thái Hậu vẫn buông rèm nhiếp chính, há chẳng phải là tạm thời biến thành vĩnh cửu? Vậy Giang Sơn Đại Tống sau này mang họ Triệu hay là họ Lưu đây? Phạm Trọng im. Chỉ dựa vào bản tấu chương này là có thể khiến Thái Hậu xuôi lòng nghe theo, có thể khiến Giang Sơn quay về tay Triệu gia. Không tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào sức một mình học trò không thể. Cộng thêm bổn tướng cũng không thể. Ngài Dương Đại Nhân, ngài chỉ đang giữ cho riêng mình. Đúng là bổn tướng đang giữ riêng cho mình. Ngươi đừng quên, ngươi là quan do ta tiến cử. Bổn tướng không muốn gì vậy mà bị liên lụy. Quyền lực hiện giờ nằm trong tay Thái Hậu, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của Triệu gia. Nếu bổn tướng không giữ được mình, vậy Giang Sơn sợ là sẽ đổi chủ thật rồi. Bây giờ bổn tướng phò tha cho tiểu Hoàng Thượng, bổn tướng còn sốt ruột hơn cả người. Ngươi có biết bổn tướng nghĩ gì không? Nếu bổn tướng nghĩ là Hoàng Thượng làm cách nào để bình an vẫn là quyền lực, ngươi có hiểu không? Dạ! Gì? Công phu của con hơn cha rồi. Hậu sinh khả quý mà. Là cha nói vậy. Cha, Hải Nhi thắng, cha không vui sao? Cha cũng không biết nên vui hay là không nên vui. Con và Dinh Nhi lúc nhỏ, cha nhìn các con lớn lên. Các con thật sự lớn rồi, trong lòng cha lại hoang mang. Cha trở nên nhát hơn vì đã già rồi sao? Con muốn nói gì? Khi chúng con còn nhỏ, thiên hạ không có chuyện gì làm cha sợ hết. Lúc đó chúng con cảm thấy cha của chúng con là người cha lợi hại nhất thiên hạ. Nói tiếp đi. Bây giờ cha đã bị nữ nhân đó đánh bại rồi. Cha sợ bà ta. Cha không những để Dinh Nhi ở bên cạnh bà ta làm con tin, mà còn đưa con gái của mình vào hoàng cung làm thê thiếp cho tên Hoàng Thượng không giống nam nhân đó, dùng liên hôn định bợ bọn họ. Ung Nhi, tuy con đã trưởng thành rồi, nhưng mà đầu óc thì vẫn chưa. Sau này con sẽ bị thua ở đây. Thiếu gia, lão gia sao lại giận rồi? Lão gia tự thấy mình già rồi. Nương nương, Dinh Nhi công tử bên cạnh Hoàng Thượng cầu kiến. Tử Vinh bái kiến Thái Phi nương nương. Miễn lễ. Dinh Nhi, người đến gọi người đúng không? Dạ, nương nương. Hoàng Thượng sai Tử Vinh đến mời Châu cô nương. Hoàng Thượng đúng là sốt ruột. Ai gia còn muốn nghe Châu Nhi hát thêm một khúc nữa. Bỏ đi. Thanh nữ, ngươi cùng Châu Nhi cô nương qua đó đi. Nương nương, Hoàng thượng chỉ sai Tử Vinh mời một mình Châu cô nương đến thôi. Hả? Châu cô nương, có một chuyện ta muốn hỏi cô. Có chuyện gì? Chuyện lúc nhỏ của cô và Hoàng thượng, cô có kể với người khác không? Không có, ta chưa từng kể với người khác. Vậy trong cung làm sao tìm được gánh hát của cô? Gánh hát của chúng tôi rất nổi tiếng ở thành Khai Phong. Quan lại quyền quý trong thành đều tìm chúng tôi để nghe. Trong cung làm sao tìm được chúng tôi thì phải đi hỏi bầu gánh của chúng tôi rồi. Tôi chỉ là một ca nữ, bầu gánh bảo chúng tôi đi đâu hát thì chúng tôi đi đó. Vậy là cô biết trước lại hát cho Hoàng thượng và Thái hậu nghe? Ừ, biết chứ. Bầu gánh nói Thái hậu và Hoàng thượng muốn nghe chúng tôi hát, kêu chúng tôi phải hát cho thật hay, không được để xảy ra sai sót. Trương công tử, huynh hỏi mấy chuyện này làm gì? À, không có gì, ta chỉ thấy hiếu kỳ mà thôi. Cho cô nương, đi thôi, Hoàng thượng vẫn đang chờ cô đó. Ừ. Hoàng thượng, Châu Nhi cô nương đến rồi. Mà cho muội ấy vào. Ít Nhi, các người lui xuống đi. Dạ. Dạ. Dân nữ thỉnh an Hoàng thượng. Hôm qua ngủ có ngon không? Cả đêm không ngủ. Không ngờ kiếp này lại được ngủ trong hoàng cung. Cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Được gặp lại muội, ta cũng cảm giác giống như đang mơ. Muội có thích hoàng cung không? Hoàng cung rộng lớn hơn muội tưởng tượng, còn khí phái hơn. Ít Nhi, huynh làm sao vậy? Ta không thích hoàng cung, cũng không muốn làm hoàng thượng. Sống ở đây không thấy vui một chút nào. Ta luôn nhớ cuộc sống của chúng ta lúc còn ở quê. Ít Nhi, chuyện của hai người Thanh nữ tỷ tỷ đã nói với muội rồi. Hồi nhỏ khi còn ở quê, lúc tiên hoàng phái người đến đón huynh hồi cung, mới biết thân phận của huynh. Gia gia của muội nói huynh thật bất hạnh, bị sinh nhầm nhà. Muội vẫn luôn không hiểu tại sao. Bây giờ cuối cùng muội đã hiểu rồi. Nỗi khổ trong lòng ta chỉ có một mình ta biết. Ít Nhi, ông trời ban trọng trách cho ai, ắt phải khổ tâm trí trước, lao động gân cốt, cơ thể đói khát, cuộc sống nghèo khổ. Những điều này có lẽ đều do ông trời cố ý sắp đặt sẵn. Thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người, tại sao nhất thiết phải ban trọng trách cho ta? Không công bằng. Ta không có bản lĩnh đó, cũng không chịu nổi sự dày vò này. Ta muốn là một người thật bình thường, sống cuộc sống vui vẻ. Ít Nhi, huynh ở lâu trong cung đã xa lánh nhân thế từ lâu rồi. Cuộc sống chốn nhân gian không hề vui vẻ. Tại sao vậy? Thiên tai nhân họa, kẻ ác nắm quyền, khắp nơi đều là bất công. Khổ nạn dân gian không thể nói rõ với huynh trong chốc lát. Ít Nhi, người trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà huynh sinh ra đã là thiên tử, muội sinh ra chỉ là công chúa suy dông. Đây là số phận, có bằng lòng hay không đều không do chúng ta. Muội đây có việc phải làm, chính là một ca nữ giỏi. Việc huynh có thể làm chính là làm một hoàng thượng tốt. Mau đi, đi cho hoàng thượng. Đi đi qua bên này đi. Bên này đi. Cẩn thận đi cho hoàng thượng. Cố lên, cố lên hoàng thượng. Hoàng thượng cố lên. Hoàng thượng lợi hại quá. Bên này. Hoàng thượng giỏi quá. Lợi hại đó, hay quá. Hay thiệt đó. Bên này hoàng thượng. Hoàng thượng bên này. Bên này, bên này. Vào cho kia, hay quá. Ít Nhi, mấy hôm nay vui không con? Hải Nhi vui lắm. Mấy năm nay rất ít khi thấy Hoàng Thượng được vui vẻ. Cũng không thể chỉ lo vui vẻ được. Hôn sự của Hoàng Thượng con phải sớm đưa ra chủ ý. Hải Nhi biết rồi. Ít Nhi, cháu gái của Dương Đại Nhân, con gái của Trương Đại Nhân, con đều đã gặp rồi. Nói cho nương nương biết con dự ý ai hơn. Ở đây không có người ngoài, trong lòng con nghĩ sao thì cứ việc nói. Hải Nhi cũng không biết phải làm sao. Mong mẫu hậu và Thái nương nương đưa ra chủ ý giúp Hải Nhi. Hoàng Thượng, củ cải rau xanh đều có người thích. Mọi người thích chưa chắc con đã thích. Chủ ý này con phải tự mình đưa ra. Ít Nhi, không cần phải thấy khó xử. Con thích người nào thì là người đó. Những chuyện khác nương nương đây sẽ làm chủ cho con. Hải Nhi thích Châu Nhi. Còn nói ai chứ? Còn nói lớn lên. Hải Nhi thích Châu Nhi. Từ nhỏ nó thích rồi. Châu Nhi và Hải Nhi là thanh mai trúc mã. Trong hoàng cung, Hải Nhi vẫn thường nhớ muội ấy, vẫn thường xuyên mơ thấy muội ấy. Lần này gặp được Châu Nhi, Hải Nhi càng thích muội ấy hơn. Hoàng Thượng, ai đã kêu con chọn một người trong số cháu gái của tể tướng và con gái Xu mật sứ vào trong cung ở. Ta thấy con hoàn toàn làm ngược lại rồi. Hoa cúc nở, hoa cúc tàn, tái nhạn bay cao, người chưa về, một tấm rèm phong nguyệt. Châu Nhi, còn nhớ bài thơ này không? Trường Tương Tư là muội dạy cho ta, muội là tiên sinh đầu tiên của ta. Huynh không nhắc, chút nữa thì muội quên mất. Gia gia của muội là tiên sinh của hoàng đế Tiền Triều, còn muội là tiên sinh của hoàng đế hiện tại. Còn không mau hành lễ với tiên sinh. Chào tiên sinh. Thanh Nữ, sắc mặt cô hình như không được tốt cho lắm. Bị bệnh rồi sao? Không, ta không có bệnh. Thanh Nữ, chuyện ở quê lúc nhỏ của cô và Hoàng Thượng, Thái Hậu Nương Nương có biết không? Ta chưa bao giờ dám nói một câu nào với Thái Hậu hết. Vậy Thái Phi Nương Nương có biết không? Từng kể với Thái Phi Nương Nương. Có một lần Thái Phi Nương Nương hỏi ta chuyện với quê lúc nhỏ của ta và Hoàng Thượng, nên ta đã kể với bà ấy. Chuyện của Hoàng Thượng và Châu Nhi Thái Phi Nương Nương cũng biết. Ta đã kể hết với Thái Phi Nương Nương. Sao vậy Dinh Nhi? Sao tự nhiên huynh lại hỏi như vậy chứ? Không có gì, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi. Thanh Nữ, có một số chuyện sau này ta sẽ nói cho cô biết. Châu Nhi, mấy năm nay mỗi khi buồn, ta đều nhớ tới muội. Nhớ tới muội là nhớ tới bài thơ này. Lúc nhỏ tuy đã học thuộc nó, nhưng không hiểu ý của nó. Mấy năm nay ứng cảnh sinh tình mới biết bài thơ này hay tới như vậy. Hoàng Thượng Tiền Triều có thể viết được bài thơ này thật sự là rất giỏi. Ít Nhi, huynh nói không đúng rồi. Hoàng Thượng của một nước không phải là người trong thiên hạ ca ngợi thư phú của mình, mà phải để cho thiên hạ ca tụng công đức của mình. Nếu có thể giúp cho con dân an cư lạc nghiệp, cho thần dân cuộc sống tốt đẹp, thì mới là một hoàng thượng giỏi. Châu Nhi, muội cũng rất lợi hại. Gia gia của muội nói đó là gia gia lợi hại. Ít Nhi, huynh phải là một hoàng thượng lợi hại. Câu này là muội nói. Học trò biết rồi. Châu Nhi, ta sắp đại hôn rồi. Muội biết. Thanh Nữ tỷ tỷ nói với muội rồi, hai nữ nhi của nhà trọng thần triều đình. Thái hậu muốn huynh chọn người mình thích nhất làm hoàng hậu. Huynh thích người nào nhất? Nói cho tiên sinh nghe thử. Ta thích muội. Ai? Ta thích muội, từ nhỏ đã thích rồi. Muội hỏi là Hai nữ nhân mà huynh sắp lấy đó, không được nói dối, phải nói thật cho tiên sinh biết. Ta đã nói với Thái Hậu rồi, ta muốn lấy muội. Tỷ tỷ, Hoàng thượng đúng là một người có tình có nghĩa, tha chọn mỹ nhân không cần Giang Sơn. Chỉ là chúng ta thành toàn cho Hoàng thượng, sợ là bách quan sẽ không thành toàn. Sao tỷ tỷ không nói gì chứ? Bọn họ kêu gào đòi ai gia nhượng quyền để Hoàng thượng làm chủ thiên hạ. Hôn sự của Hoàng thượng là đại sự hàng đầu của thiên hạ. Nếu đã như vậy thì ai gia sẽ để cho Hoàng thượng tự làm chủ bản thân mình, để họ đi nói. Tỷ tỷ, muội vẫn không thể ngủ được. Tỷ tỷ, muội có chuyện muốn nói với tỷ. Ta buồn ngủ rồi, có gì để ngày mai rồi nói. Trời ơi, không được, nếu không nói muội sẽ bực chết mất. Vậy muội nói đi. Bỏ đi, chờ muội nghĩ ra phải làm sao rồi nói với tỷ. Trẫm muốn nói với Khanh một chuyện. Hoàng thượng, thần đã biết rồi. Người thích Châu Nhi cô nương, muốn cưới cô ấy làm hoàng hậu. Làm sao Khanh biết được vậy? Thanh nữ nói cho thần biết. Thái hậu có đồng ý không? Có. Thần đã xác nhận Châu Nhi cô nương là Thái hậu cố tình sắp đặt cho trùng phùng với người. Tại sao Thái hậu lại làm vậy? Bởi vì Thái hậu muốn người lấy Châu Nhi. Tại sao chứ? Vì để chặt đứt đôi cánh của người, để cha thần và Dương Diên Linh liên hôn với người, là nhân tình mà Thái hậu bất đắc dĩ phải đưa ra. Thực ra trong lòng bà ấy không hề muốn vậy. Tại sao vậy? Cho dù người chọn ai cũng đều sẽ trở thành chiếc cánh cứng cáp cho người. Điều Thái hậu sợ nhìn thấy nhất chính là cánh của người cứng cáp. Những trung thần trên triều đình muốn Thái hậu trả quyền cho người là một chiếc cánh khác của người. Từ xưa hoàng hậu xuất thân quyền quý hào môn, người cưới một nữ tử nhân gian làm hoàng hậu, người nói thử bọn họ có đồng ý không? Trẫm cưới vợ là chuyện riêng của trẫm. Hoàng thượng, người không có chuyện riêng. Trên người người bị cắn một phát đều là quốc sự. Khanh không tán thành trẫm cưới Châu Nhi sao? Thần chỉ là nhắc nhở hoàng thượng, người không thể cưới Châu Nhi. Khanh là một chiếc cánh của trẫm, Khanh cũng muốn bị chặt đứt sao? Hoàng thượng, Thái hậu là cao thủ đánh cờ thực sự. Bà ấy đã nghĩ sẵn con đường sau này phải đi ra sao. Lần đầu tiên người làm chủ mà đã bị bá quan phản đối, như vậy sẽ lại có thêm lý do để bà ấy tiếp tục buông rèm nhiếp chính. Trẫm mặc kệ, trẫm chỉ cần Châu Nhi, để bà ấy buông rèm nhiếp chính cả đời là được rồi. Người xưa dạy làm tỏ đức sáng trong thiên hạ, trị nước nhà trước. Người muốn trị quốc phải tề gia trước. Người muốn tu thân phải ngay thẳng. Miễn Nhi đọc sách thật chăm chỉ, sau này nhất định thi đậu công danh tốt, có tiền đồ hơn Tam Hắc. Chuyện đó ta không thèm, ta chỉ cầu mong cho gia đình được bình yên. Nhân khẩu đông đúc quan trọng hơn hết. Nè Tẩu Tẩu, sao vậy Tẩu? Nè, thuốc này muội đã uống mấy thang rồi, sao vẫn chưa thấy bụng lớn? Tẩu Tẩu, không vội mà. Không vội cái gì chứ, hai đứa không vội nhưng ta vội cũng đã mấy năm rồi. Như vậy đi, ngày mai ta dẫn muội đi thắp hương cầu xin Quan Âm tặng con. Dạ. Tề gia xong rồi trị quốc, trị quốc xong rồi bình thiên hạ. Tề gia xong rồi trị quốc, trị quốc xong rồi bình thiên hạ. Miễn Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Phu nhân, con đang đọc sách đó. Đọc sách? À, con đang đọc sách thánh nhân, chăm chỉ học hành, mài dùi kinh sử. Miễn Nhi, ngươi chăm chỉ như vậy là muốn thi đậu công danh sao? Chăm chỉ học hành dùi mài kinh sử là chắc chắn có thể thi đậu công danh hả? còn phải có thiên tư. Có điều là Miễn Nhi thiên tư ngốc, cho nên mới cần phải chăm chỉ hơn. Miễn Nhi có học vấn giỏi không phải là con đường tốt nhất. Phu nhân à, vậy nghĩa là sao? Miễn Nhi, ngươi không cần vất vả như vậy, chỉ cần thúc thúc ngươi ta giải quyết ổn thỏa, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ tiến chức. À, mẹ. Tam Hắc, đêm nay muội ngủ ở đây, ngày mai Tẩu Tẩu sẽ dẫn muội đi thắp hương cầu con. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, không trồng hạt giống. Quan Âm nương nương không còn cách nào. Đoan Ngọ, ta đang viết một tấu chương rất quan trọng. Bao gia có người thừa kế, lẽ nào không quan trọng sao? Lấy huynh cũng mấy năm rồi, huynh một lòng dốc sức vào công việc, một con vật của bá tánh, huynh cũng lo lắng không thôi. Lẽ nào Đoan Ngọ... Đoan Ngọ, ta là một quan phụ mẫu, chuyện của bá tánh không có chuyện nhỏ. Huynh là quan phụ mẫu, nhưng cũng là chồng muội mà. Muội biết ta lo lắng điều gì không? Huynh lo sinh con ra mà cũng đen giống như huynh. Đen thì có sao đâu, lẽ nào nông phu thấy đậu màu đen mà không gieo hạt nữa sao? Ví dụ này không đúng. Từ nhỏ ta đã bị người ta coi là yêu quái, mùi vị đó chỉ là mình ta biết. Ta không muốn để con ta trải qua chuyện như ta, như vậy không công bằng với nó. Tam Hắc, huynh đến với thế gian này mà lại không cho con chúng ta đến với thế gian, như vậy là không công bằng. Bởi vì không muốn có con mà để người ta cô đơn, như vậy càng bất công hơn. Cho dù Miễn Nhi có thể thi đậu công danh hay là không thể thi đậu công danh, chuyện này không cần cô lo. Ta chỉ vì muốn tốt cho Miễn Nhi thôi. Cô muốn tốt cho nó, cô như vậy là hại nó. Tôi mặc kệ cô tìm Tam Hắc đã vì chuyện gì, tóm lại cô không được mang tiền đồ của nó ra dụ dỗ nó. Phu nhân, mẹ. Sao ta lại thành ra dụ dỗ nó rồi? Phu nhân, ta chỉ muốn mẹ. Tốt cho nó thôi. Cô sao vậy? Tổ tổ, phu nhân, sao lại cãi nhau? Để hỏi cô ta đi. Miễn Nhi nói đi. Mộng khoan.